Mến chào cả nhà. Hôm nay có một em trai ở Bến Tre lên xin mấy cái bo hoa giấy để ghép nè. Và bo này thì mình không có tưới phân trong vòng 3 tháng rồi, nên mình sẽ cắt để biếu em. Mình không mua bán nha cả nhà. Vườn mình thì đủ loại hết, có loại nào thì mình sẽ hái cho em loại đó. Rồi mình đi ra phía trước. Ở trước thì mình có thêm hoa giấy, này là cao bồi nè cả nhà, bông to và đẹp dữ lắm luôn cả nhà, bông màu trắng mà nó có phớt hồng đó, rất là đẹp luôn. Rồi ngoài ra mình có làm giống, đây là kêu là giống lụ lùng Ấn Độ đó cả nhà, nên mình cũng biếu em luôn một cây để trồng làm kỷ niệm. Do là tình cờ gặp nhau ở trên kênh YouTube á, em là kênh YouTube Vũ Phiêu á cả nhà, còn mình là chị Ba Vlog. Rồi em vào xem kênh và em thích quá thì mình nói mình không mua bán, nên em chạy lên nhà và mình có gì thì tặng đó. Còn đây là cây lược vàng, chị nhức mỏi rất là tốt luôn, sẵn mình hái để mình tặng em luôn làm giống. Còn kia là hoa giấy ngũ sắc đó cả nhà. Ngoài ra mình trồng rau rất là nhiều luôn. Nhà mình có gì thì mình sẵn tặng cho em luôn cây lụ Ấn Độ, lụ lùng Ấn Độ. Bông và trái rất là đẹp luôn. Cây này là cây hồng, thái hồng. Bông đẹp lắm luôn. Thấy bông không luôn cả nhà, đẹp rực rỡ luôn. Hoa ra tới gốc luôn. Đó. Còn bên đây thì cây ngũ sắc, ngũ sắc bông này giấy ta mà sai lắm cả nhà, bông rất là đẹp luôn nè, màu cam nè, màu vàng nè, màu này là màu trắng luôn nha, mình là màu trắng luôn. Ngoài ra mình trồng những cây giống lụ á rất là tốt luôn để tặng em. Mùa này là mùa hoa lụ nở nè, lụ này là lụ lùng Ấn Độ nha cả nhà. Mình có thể dùng lá pha trà để trị bệnh tiêu chảy á cả nhà, rất là tốt luôn hoa lụ á. Cả nhà thấy hoa giấy đẹp không nè, chùm chùm luôn. Mình không có bán, mình làm mình chỉ để tặng thôi. Như lụ này thì mình để tặng bà bầu khách hàng của mình á. Đó, đang bông ra rất là nhiều. Ớt nữa nè cả nhà, ớt đang cho trái sai dữ lắm. Hẹ, dưới này hẹ. Đem mấy cái bo xuống dưới nhà, quá trời tốt luôn. Cái cây lược vàng mùa mưa nên cây nào cây nấy nó tốt dữ lắm cả nhà, làm thuốc rượu thuốc trị nhức mỏi rất là hay luôn, nên mình sẵn mình biếu luôn đó. Rồi mình đem mấy cây bo hoa giấy xuống dưới nhà, đủ loại hết. Cái này á, gọi là tím quế siêu bông nha ha. Thái. Còn cái này á, là dạng hoa lầu nè, gai nó rất là ít luôn, em sẽ không thấy gai nó. Rồi cái này á, là em lấy mấy cái hôm này để em tắm. Cái lá đậm này là Ấn Độ, hoa Ấn Độ nè. Nè, Ấn Độ cái bông mình cây luôn nè ha. Ấn Độ nó lâu tàn lắm. Cái này cũng Ấn Độ luôn nè nha. 1, 2, 3. Cái lá nó xanh đậm hơn em. Còn thái nè, thái màu vàng nè. Này vàng da nữa nha, nó thành da. Nhiều lắm.
Cái này Ấn Độ luôn nè. Ấn Độ em nhìn cái lá nó khác liền ha. Đó. Còn cái này là hồng phớt. Bo này bo hồng phớt. Phớt hồng. À, phớt hồng. Nè, còn cái này là thái hồng nha. Nè, nhiều quá hả? Nè, tím. Cái này là tím siêu bông, kêu là tím quế á. Phớt hồng nè, tại vì mỗi cái gì em lấy cái bo ngay đây nè. Ngay đây cũng được nè nha. Đó, mà phút này cũng được. Còn cái này giấy thường lá nhỏ mà bông nó chùm dữ lắm. Có gì em lấy mấy cái già này nè. Biết làm cái gì không? Làm giống luôn. Nha. Nè, nó là cái này. Còn cái này thái hồng. Thái hồng này tươi luôn. Em lấy bo ngay đây, đây được hết ha. Còn cái này đẹp lắm nè. Cái này kêu là trắng mà cao bồi. Nó phớt hồng luôn nè. Cái bò này lấy tốt nè. Bò này trong xanh nè. Ấn Độ. Ấn Độ. Ừ đúng rồi, nhìn ra Ấn Độ lấy luôn. Non mình lấy bò được không? Lấy khúc này nè em. Non cũng được luôn em. Mình lấy hai mắt này thôi ha. Mắt dài mình lấy hai mắt thôi. Rồi mình chuốt dưới này nè. Mình chuốt dưới này nè. Đó. Này hồng. Giấy thái cái lá đó nè. Nó khác liền ha. Em ở khúc nào của ở dưới Phú Bình á, gần gần Ba Giác á. Chỗ đó là thường làm gì? Chỗ đó là cây. Cây hồng hả? Cây trái, cây ghép rồi cây con. À. Đó ghé nhà thì chỉ có gì gửi đấy, với lại chỉ có sẵn ơn trước có sẵn hoa giấy chùm với lại mấy cây giống đó. Hoa giấy thái chị biếu em luôn. Chứ chị không có mua bán đó. Dạ. Đóng. Bây giờ chị để vô rồi chị để ướp đá cho em. Để thùng ướp cho thầy. Để thùng ướp đá luôn. Cầm. Để chị lấy đá đồ cho em đựng vô. Em có biếu cho mình mấy quả bưởi ngon lắm nè cả nhà. Nhà em ấy trồng luôn. Mình cũng xin cảm ơn em luôn. Em là kênh YouTube Vũ Phiêu đó cả nhà. Em ở Tuốt dưới Bến Tre cả nhà. Mà mua phôi thì không được nên có hỏi mình. Nên mình mới nói là mình không mua bán. À, nên em chạy lên và lấy phôi nè và chuẩn bị về. Hái thêm một mớ phôi hoa giấy nha. Thái đỏ nè cả nhà. Mình có tặng em mấy cây giống. Tại vì mình đang làm thì mình có gì mình gửi cái đó. Còn cả nhà mà lấy phôi hoa giấy thì mình chia sẻ là cả nhà nhớ là để vào thùng mút, rồi cho nó thêm đá để giữ cho cái phôi nó được xanh tốt. Mình ghép nó dễ thành công hơn. Còn mình thì không mua bán. Nên có duyên thì cả nhà có lấy bo xin bo ghép thì mình cho thôi, với điều kiện là cây nó không bị bón phân thì mình mới cho, còn khi đang bón phân thì mình sẽ từ chối nha. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và đăng ký kênh. Mình xin chúc cả nhà luôn vui khỏe, an lành, may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt cả nhà.